hai lỗi thường gặp nhất của động cơ giảm tốc Shimano đấy là cái thứ nhất là hỏng đĩa. Thôi hỏng đĩa thì anh em tốt nhất là mua cái mới, thay mới. Còn cái thứ hai đó là cái hỏng cái vòng bi. Thì vòng bi lệch tâm trước mà tìm ở Việt Nam là rất là khó khăn, như hiện tại thì cũng dễ dàng anh em nhá. Mấy các mã vòng bi mà phổ biến thì anh chúng tôi cũng tốc sẵn rồi. Vấn đề là cái loại này thì giá cả nó cũng khá là phù hợp và chạy chất lượng nhá. Tôi đã thay cho rất nhiều anh em rồi nhá. Anh em có thể mua hàng ở phần giỏ hàng nhá.